Chào mọi người, đây là cái máy sấy quần áo với cái lỗi là nó rất hay gặp, mình hay gặp đó là lỗi không vào nguồn. Và mình có mở qua ra qua thì con này nó chạy một con IC này. Mà trước đó có bạn đã xem cái video mình sửa những cái mạch này ấy, thì bạn ấy bảo là thay con IC AM22A không được. Thì nên mình sẽ làm video này để mình thay thử xem có được không nhá. Nó đang chạy con DK. Đây là mình thử xem có rõ không cho mọi người nhìn được nó không. Đấy, nó chạy con DK1203 mọi người ạ, con IC, và mình có thấy là nó đã lỗ rồi, điện trở cầu chì cháy rồi mọi người này, cháy đen rám rồi này, như vậy nó chết công suất nhá, nó chết nguồn gấp trước nhá mọi người nhá. Mình rất hay gặp luôn, đợt vừa rồi Hà Nội lồ mẩm 2 tuần trời, thời tiết nó lồ mẩm thế là cái này cháy hàng, nhiều người mua không mua được mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra và mình sẽ xem đúng con này nó giống chức năng chân con IC AM22A, nó y như Viper 12A nhưng mà có cái là nó không có quận hồi nguồn nuôi mọi người ạ. Xem có đúng không ạ. Khác các bạn ạ. DK1203 mọi người ạ. Như vậy là con này nó khác con Viper, con AM22A rồi. Mình nhìn thấy chân nó khác thì tí nữa mình sẽ vẽ cho mọi người tham khảo. Thì mới đầu thì mình có nghĩ là nó sẽ chạy con DK125 cơ. Nó cũng là dòng DK này này. Thì con DK125 cũng trên cái dòng này cũng dùng rất là nhiều nhá. Cái máy sấy quần áo này này, DK125 này, thì con DK125 này ấy, thì nó hoàn toàn giống con AM22A. Mình đã thay lẫn cho nhau rất ok mọi người ạ. Bởi vì chức năng chân hoàn toàn giống nhau. Lên con này bây giờ mình lại có mẹo, mình sẽ độ con AM22A vào đây xem có được không nhá. Để mà độ được ấy, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ độ đã xem nó được không, sau đó mình sẽ vẽ cho mọi người tham khảo về cái mạch điện của hai con để chúng ta sẽ thay sai khác như nào để chúng ta có được độ nhá. Chúng ta để ý nhá, con DK1203 thì chân 1 ở đây nhá, mình có lật ngược nó lên ấy. Thì chân 1 của nó là không sử dụng này. Chân 1 không sử dụng này, chân 2 nó có một con tụ mắc sang chân 3-4. Chân 2 con tụ mắc chân 3-4. Như vậy là chân 2 nó chính là chân nguồn VGC của nó, lọc nguồn VGC cho nó nhé. Chân 2 này, chúng ta soi dataset ở Google, chúng ta cũng có nhé. Tóm lại là con IC này là không có nguồn nuôi phản hồi về, mà nó lấy cái điện áp dương tại chân D của con MOSFET này này. Nó sẽ tự hạ ra và nó đưa ra con tụ chân 2, con tụ 50V 22V lọc cho nó để nó phục vụ cái khối dao động bên trong nhé. Và chân 3-4 là GND là chân S của MOSFET thoát ra nhé. Đây nhá, chân 3-4 này. 3-4 là đi về cọc âm của cầu chỉnh lưu này. Đây là hai con tụ lọc 300V, đây là dương 300V. Âm 300V này, dương 300V này đi tới đây. Đi từ quận dây này, đầu quận dây này sang quận dây này. Đầu quận dây này sang quận dây này. Nó trên quận làm việc chính của biến áp đấy. Thì bên thứ cấp ta có cận riêng thì nó sẽ tạo ra điện áp. Cái mạch này nó không có quận phản hồi nguồn nuôi đâu nhá. Thì nó đi vào chân D là chân 7-8 này. Đây là chân 5 này. Chân 6 không sử dụng nhé. Chân 5, chân 6 không sử dụng. Con này thì chân 5 nó là chân FB. Và chân FB này nó sẽ đi ra chân 4. Chân FB đây này. Nó đi ra chân 4 để nó tạo dòng chảy từ 4 sang 3. Tức là khi mà con so quang ấy, nó tạo dòng chảy 1-2 thì nó sẽ tạo dòng chảy 4-3. Thì nó sẽ ghim bớt cái chân số 5 về mát nhiều ít. Thì con IC này thay đổi độ rộng xung để luôn duy trì độ điện áp ra ổn định đấy mọi người nhé. Nó thiết kế đấy, trên đường đấy nó có một con tụ lọc nhiễu này, chắc là 104 hoặc 103 nhé. Thì nó thiết kế như vậy. Thì với con AM22A mình đang muốn độ vào thì nó hơi ngược một chút. Đó là chân 5, 6, 7, 8 là chân D. Thì tương đương mình sẽ đấu vào chân 7, 8 con này các bạn ạ. Chân 1, 2 là chân S. Chân 1, 2 thì tương đương đấu vào chân 3, 4 của nó. Và đặc biệt ấy, là con AM22A này nó cũng tự lấy điện áp tại chân D của nó, đưa về lọc của tại VCC của nó tại chân 4 mọi người nhé. Nó có con tụ lọc chân 4. Và chỉ có điều khác ấy, là con này là con FB trừ, thì con này con là FB cộng. Tức là FB trừ là FB trừ là như nào, tức là nó điện áp đầu ra mà cao ấy, thì nó sẽ kéo bớt điện áp tại chân FB về mắt các bạn nhé. Còn với cái con AM22A hoặc con DK125 này thì khi điện áp đầu ra cao thì tương đương dòng chảy 1-2 cao ấy, thì nó lại đẩy cái điện áp vào chân FB nhiều hơn. Thì điện áp chân 3 được nhiều hơn thì tương đương với con IC này sẽ thay đổi độ rung để làm cho điện áp ra giảm rớt đấy, nó ngược lại một chút. Do đó mà khi độ mình sẽ phải độ như này. Chúng ta độ này.
Tức là mình thay đổi về chức năng chân và khả năng là mình sẽ lắp con AM22A ngược như này luôn, là khả năng là đúng luôn này. Lắp ngược như này nhé. Lắp ngược đúng trên này như này luôn. Đấy, nhớ cái trò ngày xưa sửa đầu DVD thằng Trung Quốc nó có những cái lại tên IC mà nó lại như này và lật ngược lại các bạn ạ. Lắp ngược như này cái đúng luôn. Mọi người rất là buồn cười thằng Trung Quốc ngày xưa ấy. Thì con này mình sẽ lắp ngược như này nhé. Lắp ngược như này này thì tương đương ở đây chân 12 của AM2A chân 12 này thì tương đương nó vào chân 34, hiểu không? Nó chỉ khác là VGC là chân 4 thì mình sẽ phải kênh chân 3 lên để sẽ đưa sang cái chân 5 này. Còn chân 5 6 7 8 thì ok như thế. Mình sẽ đấu như thế nhá. Và tất nhiên là nó lỗ. Cái mạch này nó lỗ này. Thì mình phải kiểm tra xem PC87 có hỏng không nữa, chỉ kiểm tra thế thôi, còn DK này chắc cũng bị lứt rồi. Còn bạn nào mà không chuyên sửa chữa nhá thì các bạn có thể kiếm một cái adapter ra 12V tầm khoảng 1,5A. Các bạn đấu âm dương trên con tụ này, đến áp 220 đầu vào, đấu âm dương trên con tụ này là nó vẫn chạy bình thường nhá. Nhưng đây là mình sẽ sửa cho khách cho chúng ta một cách độ chế nguồn từ IC này sang IC kia. Bây giờ mình sẽ làm xem nó có ok không nhá, như cái sơ đồ mình đã vẽ nhá. Đây nha mọi người. AM22A hân hạnh tài trợ nó nhá. Thì mình sẽ dò qua cho chúng ta này, mình bảo lắp ngược này nó mới chuẩn luôn mà. Thì chân 1, chân 2 của AM22A nhá, nó là chân S, là chân GLD nối mát. Thì đây chúng ta sẽ thấy này, 1, 2 nó đi gầm bên trong, nó đi tới cọc âm của con tụ lọc này mọi người nhá, tụ lọc 300V đấy. Tiếp theo này, 1, 2 chân 3 là chân FB, chân 3 là chân FB nhá. Tí nữa mình sẽ nói cho mọi người chân FB riêng. Chân FB ở chân 3 mình đã cắt cái điểm mạch ở đây rồi để nó đấu vào chân 3 của con này, mình đấu nó lên trên này nhá. Và chân 4 của nó là chân VGC, thì chân 4 này mình đã đấu một cái dây đồng đi sang bên này để vào cực dương của con tụ này nhá. Nó chính là nguồn nuôi. Đó trên là chân 4 ấy, nó là nguồn nuôi của nó nhá. Lọc nguồn nuôi nhá, từ chân 4 này đi ra con chân tụ này. Lọc sang chân 1 2 thế là GDD mà. Mọi người nhá. Tiếp theo này, chân 5 6 7 8 thì mình đấu dính hết vào nhau thì đấu vào chân D của MOSFET. Tương đương với đấu vào vị trí này này. Chỉ có điều mình phải đánh kênh này đi để thoát khỏi cái chân này đi, bởi vì cái chân đấy nó chính là cái chân 5 là chân FB mà. Thì bây giờ mình sẽ nói cho mọi người về chân FB để chuyển từ FB cộng sang FB trừ. Thì với con AM22A thì là chúng ta phải có nguồn nuôi VGC và chân 4 của so quang nhé. Thì đây các bạn này, nguồn nuôi từ chân 4 của nó này sẽ chân 4 của VIC, chân 4 IC sẽ vào chân 4 của so quang nhé, chân 4 IC nhé. Nó sẽ đi qua một cái dây Z mình nối này các bạn này, cái dây bên này nhé, từ chân 4 đi qua cái dây Z đấy, nó sẽ đi vào đúng cái vị trí mình bỏ này này, và nó sẽ đi vòng ra đây và đi vào chân 4 của so quang để nó sẽ đổ FB, nó sẽ đổ từ 4 đi sang 3, từ 4 đi sang 3 và nó sẽ đi vào chân FB nhé, từ 4 đi sang 3 này và đi theo cái dây mình câu này này để đi vào chân số 3 là FB. Và mình cũng tận dụng con tụ 104 lúc nó nằm ở đây này, mình đã tháo nó ra, mình sẽ đặt ở đây để mình câu giữa từ chân 3 về mát ấy, để lọc nhiễu nhá. Tức là trên cái đường này này, trên cái đường này mình đã tận dụng là tụ lọc nhiễu cho nó nhá mọi người ạ, trên chân 3. Như vậy là nó hoàn thiện chuẩn của nó luôn. Và tất nhiên là trong quá trình nó con này nó đã lổ bung lưng như này rồi này, rồi con điện trở cầu trì cháy thì mình cũng đã thay con điện trở cầu trì khác, con 4, nó là 4,7 ohm thì mình đang nhặt ra con 2,2 ohm, nó là cầu trì thôi mà, chẳng quan trọng lắm đâu. 4,7 ohm chúng ta lắp được. Thì mình phải kiểm tra cái cầu này xem nó chết không, thì cầu này cũng không chết, và mình kiểm tra PC87 chân 43 của nó cũng không việc gì. Tóm lại là không có linh kiện nào chết ngoài điện trở này và IC lỗ mọi người nhé. Và đây mình sẽ test cho chúng ta tham khảo, đây là nguồn lọc đầu ra này, tụ lọc đầu ra nhé, nó là 11V đấy. Đôi khi sửa chữa là một sự độ chế, nhưng mà độ chế trong tầm kiểm soát và nó sẽ không, nó vẫn chạy bền này. Bền hay không phụ thuộc con AM22 này, và AM22 này nó công suất của nó khá là tốt với tải như này. Đây nhá, mình đo cho mọi người tham khảo này, nguồn đầu ra đây nhá, nó rơi vào thằng 12V ra này. Và mình ghim đầu tiên thì mình ghim qua bóng đèn thôi, xem bị chập cháy thì nó lỗ chạy luôn này ra này các bạn thấy không, 11V ra ok này các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện cho nó chạy thế nào. Cái mạch nguồn cấp trước này tải nặng nhất nó là cái quạt các bạn ạ, chứ cái phần điều khiển thì chả đáng bao nhiêu. Và cái con dơ le cấp nguồn cho cái con PTC sinh nhiệt này cũng chả công suất, cũng dòng chả bao nhiêu đâu, nhưng cái quạt này nó ăn tận
12V ăn tầm 0.6 0.7A đấy mọi người ạ. Thì nó rất hay chết IC các bạn ạ, khi nó có sự cố về điện hoặc là nó kém quá, bởi vì cái đồ này là cái đồ tàu sản xuất hàng loạt. Mình sẽ ghim điện nhá cho chúng ta tham khảo nhá. Đấy, nó đã lên nguồn này này. Và mình sẽ bật thử này. Đấy, đóng tạch luôn, có dòng ăn này. Nó mở quá, các bạn không nhìn được. Đấy, còn PTC nó đã sinh nhiệt đấy nhá, nó đang được 4A đấy. Tắt này, tắt thì quạt chạy mạnh hơn. Chạy ok nhá mọi người nhá. Hơn 1000W mà mọi người. Nóng lắm. Như vậy là mình đã cho con IC DK1203 chạy sang con AM2A ok mọi người nhé. Khi chúng ta am hiểu về mạch điện ấy, mình sẽ để cái sơ đồ đây cho bạn nào muốn chụp lại và có thể tự xử lý nhé. Riêng những cái mạch này ấy, nó không có nguồn nuôi, tức là bên sơ cấp ấy nó chỉ có một cái quận tạo ra năng lượng, nguồn quận làm việc chính thôi, nó không có quận để tạo ra cái điện áp nuôi cho IC, mà IC nó tự tạo nguồn nuôi nên nó hơi khó, chúng ta không độ được 5N0380 đâu. Hoặc kể cả con Viper 12A hoặc 20A chân giống hệt con này, chúng ta cũng không độ vào đây, không chạy đâu, bởi vì nó con IC đấy nó phải có một cái quận hồi nguồn nuôi về cho nó để nó làm việc. Nó chỉ có cái điện trở mồi vào để cho nó bắt đầu hoạt động thôi, chứ nó không, cái nguồn đấy nó không ổn định. Nhưng con dòng IC, rất nhiều dòng IC ấy, nó tự tạo ra nguồn nuôi, và bản thân ấy là tại chân 2 của nó là sẽ phải ra một cái chân để lọc, lắp, nhà sản xuất lắp một con tụ lọc dung lượng lớn để lọc nguồn VCC nhé. Như con này cũng thế, chứ bản thân là trong IC thì không bao giờ tích hợp được con tụ to, dung lượng to được cả, nó chỉ tích hợp R chất bán dẫn các thứ thôi nhé. Thôi mình kết thúc video này ở đây nhá, chúc mọi người làm thành công, chào tất cả mọi người.